Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của Tiền Văn Hóa. Cũng như các tôn giáo chính thống, văn hóa tâm linh nói chung đều hướng thiện để con người tu nhân tích đức, sống lương thiện, đồng cảm, bao dung và sẻ chia với cộng đồng, xã hội, không tham lam, không mưu mô xảo quyệt hại người. Chùa là cơ sở hoạt động và truyền bá Phật giáo, là nơi sinh hoạt, tu hành và thuyết giảng đạo Phật của các nhà sư, tăng ni. Thưa quý vị, từ tín đồ cho đến người không theo đạo đều có thể đến lễ chùa, nghe giảng kinh hay thực hành các nghi lễ Phật giáo. Nguồn gốc và mục tiêu ra đời của đình, đền, phủ cũng như giáo lý của Phật giáo đều là hướng thiện, góp phần giúp con người hoàn thiện nhân cách, đề cao lòng tri ân những vị thần linh, những vị anh hùng và những người có công với dân, với nước, đề cao chánh hạnh, đồng cảm, chia sẻ với cộng đồng, tránh tham sân si để không chuốc lấy tội lỗi. Tuy nhiên, đời sống tâm linh vẫn bị những kẻ tham lam lợi dụng để vụ lợi, làm cho văn hóa tâm linh méo mó, mất đi giá trị nhân văn và tính thiêng liêng. Câu chuyện ở chùa Ba Vàng chứa trường hợp điển hình. Nó đã làm náo loạn xã hội và khiến cho nhân dân mất niềm tin vào tôn giáo chân chính. Và khi câu chuyện ở ngôi chùa tái thế này và ông trụ trì Thích Trúc Thái Minh vừa lắng xuống, thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một quan điểm gây tranh cãi của một vị tu sĩ. Nếu là một Phật tử, hẳn bạn sẽ không thể không biết đến tên của Thượng tọa Thích Trần Quang, hiện đang giữ chức trụ trì ở chùa Phật Quang, ngôi chùa tọa lạc tại một thung lũng thuộc núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, ông còn đảm nhận vai trò Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một tu sĩ nổi tiếng, những bài thuyết pháp của Thượng tọa Thích Trần Quang được chia sẻ rất rộng rãi trên các mạng xã hội như Facebook và TikTok. Nhưng mới đây, ông vừa đưa ra quan điểm nhận về đánh giá trái chiều của dư luận. Thưa quý vị, lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi, tới khi về già sẽ bị liệt, nằm một chỗ. Đó là nhân quả. Đi du lịch, chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ. Đi để làm từ thiện, cúng dường là chính. Đừng đi chơi, đi ăn hải sản, vì như vậy là hết phước liền. Ngay lập tức một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra trên mạng xã hội. Bạn Giáp Ni Lắc cho rằng: thế thì những người bán hải sản lấy đâu ra tiền để làm từ thiện với cúng thưa thầy? Trong khi đó bạn Đông Triều thì lo suốt vó vì bạn nằm trong ngành du lịch và nghe thầy khuyên thế này thì có mà móm. Thầy lại đạp đổ chén cơm của con rồi. Con làm du lịch mà thầy nói thế thì đỡ kiểu nào nổi. Bạn Nguyễn Văn Linh thì tin rằng việc đi du lịch giúp dòng tiền lưu thông, kinh tế đất nước phát triển nên cần phải khuyến khích mới đúng. Đi ăn hải sản là đóng góp cho bà con ngư dân, hàng quán, nhân viên, thuế khoán mà thầy. Chưa kể, nhiều người đến lúc nằm một chỗ họ hay chia sẻ là giá như lúc trẻ lúc khỏe, đi đây đi đó, rồi đỡ tiếc nuối. Mà thầy, một vấn đề nhiều khía cạnh mà, sao lại cứ bảo người này hết phước, người kia hết phước là sao ạ? Bạn Đức Trung thì comment: này là mị dân phải không? Chứ chẳng có Đức Phật nào đi giảng dạy như vậy cả. Bạn Lã Cường thì nói rất ngắn gọn nhưng nhận được rất nhiều lượt like vì sự hài hước và lầy lội của mình. Mình là người không mê tín, nhưng khi nghe thầy nói mình đã thực sự giác ngộ. Đó là không bao giờ nghe thầy nói nữa. Một bình luận khác hài hước của bạn Hải Tú như sau: thầy nói thế này thì khoa bắc chắc hết dám sống kiếp này. Mặc dù là con nhà thờ Phật, nhưng theo mình biết thì cúng dường và làm từ thiện là theo tâm của người đó, chứ không phải bị tác động bởi lời nói với ý kiến xúi dục của một cá nhân nào khác. Người tu chỉ dạy cho mình thấy luật nhân quả của việc hại vật hại người, chứ không phải việc người ta tiêu xài như thế nào. Phước báu của mỗi người thì người ta tự hưởng, không có quyền nói và can thiệp. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự phản đối thì cũng có một vài bình luận bênh vực Thượng tọa Thích Trần Quang, tiêu biểu như bạn Diệu Đức với một đoạn khá dài như sau: thầy Trần Quang nhìn ra những điều bất thường trong cái bình thường của cuộc đời, chỉ ra những sai lầm trong cái vui thú của kiếp người, và ta mang ơn những lời dạy đó. Ai cũng thích đi du lịch, nhưng đi cho đến khi hết phước, hết thời gian, hết sức lực rồi tan đời là có thật. Ta hãy cứ dành tuổi thanh xuân để cống hiến chứ đừng hưởng thụ, và mãi mãi cống hiến chứ không hưởng thụ, đó sẽ là cuộc sống đẹp. Ví dụ nhạc tình cảm lãng mạn đôi lứa cũng như vậy. Người biên soạn, người ca hát, chàng giáo dục cũng được đạo đức cao thượng cho xã hội, lâu ngày thì cũng hết phước rồi cuối đời hẩm hiu. Còn ai biên soạn nghệ thuật có tính giáo dục, giúp xây dựng nhân cách cho con người thì phước báo sẽ tăng thịnh. Quý vị và các bạn nghĩ sao về quan điểm của thầy Thích Trần Quang? Mời quý vị hãy cùng comment ở bên dưới. Còn về phần chúng tôi chưa vội vàng cho rằng ông đúng hay sai. Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở quý vị và các bạn rằng hãy tu tại tâm. Bạn không cần phải vội vàng nghe theo bất cứ ai, hãy sống theo đúng với đạo đức, không vi phạm luật pháp, không làm chuyện xấu với bất cứ ai. Lúc đó thì bạn chẳng cần phải học theo quan điểm của thầy nào cả. Còn về bài giảng của thầy Thích Trần Quang, có lẽ ông có những ý kiến hoặc kiến giải cao siêu của riêng mình. Chúng tôi thì thực tế là chưa đủ trí thức để lĩnh hội được, nên sẽ để lại chuyện đánh giá đúng sai cho quý vị khán giả. Nhưng có một điều mà chúng ta cũng phải công nhận từ trước đó, đó là thầy Thích Trần Quang là một tu sĩ trí thức yêu nước và là người có đóng góp to lớn cho sự phát triển của Phật giáo và đất nước Việt Nam. Với nhiều năm hoạt động cho các lĩnh vực khác nhau, ông đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo tồn giá trị văn hóa, tôn giáo của dân tộc. Thượng tọa Thích Trần Quang với sự chân thành và trí thức sâu rộng đã trực tiếp tổ chức và tham gia thuyết giảng tại nhiều ngôi chùa trong và ngoài nước với hơn 2.000 bài giảng về đa dạng chủ đề từ văn hóa, giáo dục
đạo đức cho đến khoa học công nghệ và y học. Thầy đã mang đến cho người nghe những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống. Sự kết hợp linh hoạt giữa kiến thức rộng lớn và tri thức Phật giáo khiến cho mỗi bài giảng của thầy trở nên đầy ấn tượng và gần gũi với tâm hồn người nghe. Thưa quý vị, Thượng tọa Thích Trần Quang không chỉ là một học giả xuất sắc mà còn là tác giả của hơn 130 đầu sách đa dạng. Những tác phẩm như Kinh Bộ, Nghiệp và Kết Quả, Luận về Nhân Quả, Giáo Trình Thiền Học và Tâm Lý Đạo Đức không chỉ chứa đựng những kiến thức Phật giáo sâu sắc mà còn mang đến những sự đơn giản và dễ hiểu cho độc giả. Bằng cách này, thầy đã góp phần quan trọng cho việc lan tỏa tri thức Phật giáo đến với cộng đồng. Với tâm huyết và trách nhiệm với cộng đồng, Thượng tọa Thích Trần Quang đã thành lập Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang. Thông qua hội này thì thầy đã tạo cơ hội cho rất nhiều những nhà hảo tâm tham gia các dự án từ thiện như xây nhà đại đoàn kết ở Trường Sa, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt, xây cầu, làm đường cũng như chương trình hỗ trợ giáo dục và y tế khác. Thầy Thích Trần Quang không chỉ là một nhà giáo và tác giả mà còn là người hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe thông qua việc giới thiệu phương pháp tập luyện khí công và sử dụng các vị thuốc thảo dược tự nhiên. Thầy đã viết sách Tìm Hiểu Về Ung Thư để giúp mọi người hiểu rõ hơn về căn bệnh này và cách sống tích cực để vượt qua khó khăn. Thầy không chỉ nhấn mạnh sự cần thiết của việc yêu quý và bảo vệ thiên nhiên mà còn là người sáng lập hội Yêu Giác. Hội này đã thu hút nhiều đoàn viên trẻ, đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về lối sống xanh và giảm thiểu rác thải, góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Đây đều là những hành động rất ý nghĩa mà chúng ta cần phải công nhận và ghi nhận. Còn chuyện bài giảng của thầy gây tranh cãi thì mỗi người đã có câu trả lời của riêng mình và chúng tôi sẽ đợi thêm những diễn biến tiếp theo để cập nhật cho quý vị và bạn về câu chuyện đang gây ra tranh cãi trên mạng xã hội này. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, nhớ bấm chuông để liên tục nhận được cập nhật của chúng tôi khi đăng tải. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.